Nguyên nhân gây ra hú rít có thể là âm thanh từ người sử dụng micro, khi âm thanh dội lại đủ lớn sẽ gây ra tiếng hú, làm ảnh hưởng đến chất lượng âm thanh khi hoạt động. Hoặc có thể chủ yếu do micro và hệ thống âm ly loa. Trên các micro đều có các lỗ thoát hơi phía sau màng nhún, nhưng nếu vì một lý do nào đó mà những lỗ thoát hơi này bị bịt kín lại thì âm thanh thu được sẽ bị cộng hưởng và rồi lại nghe bên trong micro, gây ra những tiếng hú nhói tai. Hoặc hệ thống âm ly và loa, nếu âm ly cung cấp thiếu công suất cho loa, buộc loa phải hoạt động với âm lượng quách đại không đủ thì sẽ phát sinh ra tiếng hú. Hoặc nếu để micro quá gần loa cũng gây ra hiện tượng này. Cách khắc phục tình trạng hú rít: đầu tiên, chọn micro và loa có tính định hướng để thu âm thanh từ phía nguồn âm chính xác. Thứ hai, đừng để micro quá xa so với người nói để đảm bảo thu đủ âm thanh, cho âm thanh đầu ra đủ dày và vang vọng. Thứ ba, hạn chế tối đa số lượng micro cùng sử dụng. Thứ tư, nên dùng micro và loa có đặc tính tần số tương đối ổn định. Thứ năm, sử dụng thiết bị có hỗ trợ khuếch đại tín hiệu âm thanh như bộ điều chỉnh pha, bộ dịch chuyển tần số. Thứ sáu, sử dụng mixer với trang bị equalizer. Dàn equalizer giúp người dùng điều chỉnh tần số âm thanh, tinh chỉnh âm thanh theo mong muốn, đồng thời cắt tiếng hú rít của hệ thống âm thanh. Thứ bảy, do thao tác điều chỉnh trên các thiết bị âm thanh không hợp lý, để một dàn karaoke cho chất lượng âm thanh hoàn hảo, âm ly đóng một vai trò rất quan trọng. Anh chị phải điều chỉnh âm ly sao cho phù hợp nhất, nếu chỉnh âm ly không đúng cách sẽ khiến micro phát ra những tiếng hú rít.